Xin chào quý vị khán giả của chương trình Cơ hội đổi đời. Xin chào. Không, tại vì ai rồi cũng sẽ tới, tới lúc mà mình sẽ chỉnh lại chứ không có ai mà nho hoài được. Vậy có thể là mọi người một phần nào đó mọi người quen với hình ảnh là mình hay quậy phá hay là mình hay làm trò gì đó mà mình luôn luôn ý thức được rằng là tùy vào cái chương trình tham gia, tùy vào năm xuất hiện, không phải lúc nào mình cũng làm trò. Và có thể là những cái chương trình mà Ngọc tham gia thì Ngọc làm trò có mục đích nó mang lại tính giải trí cho chương trình, những cái chương trình đó là chương trình giải trí, hoặc là có những chương trình thực tế mà nó thử thách bản thân thì nó cũng là một cách để pha trò, vừa làm vừa pha trò. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng pha trò, mình phải biết chỗ nào mình nên dừng lại, điểm dừng. Có hai cái thứ mà mình chia sẻ. Cái thứ nhất là mọi người có thể mơ hồ, nó gọi là về mặt tôn giáo mình gọi là duyên, về mặt khoa học mình gọi là năng lượng. Nếu như cái cơ thể mình phát ra một nguồn năng lượng tương thích thì mình sẽ nhận được một cái nguồn năng lượng tương thích đó nó tới với mình. Thì có nhiều người, có một vài người mất vì bệnh ung thư thì nói một cách khoa học, ung thư là di truyền, có di truyền. Nếu nó là sinh chọn cái di truyền của mình thì sau khi mà Ngọc chứng kiến những người thân của mình đi qua đời mình thì Ngọc mới thắc mắc là Ngọc mới thay đổi cái quan niệm là mình đang nếu như nó xảy tới thì mình đang cố gắng mình chống lại nó. Nhưng mọi người không, Ngọc luôn luôn nghĩ rằng là trong mỗi con người đều có cái gen xấu đó, nhưng nếu sức khỏe mình yếu thì cái gen xấu nó sẽ trội lên và nó thành bệnh, và mình tìm cách chống lại nó và tiêu diệt nó. Nhưng mà mình tiêu diệt nó thì mình cũng tiêu diệt chính mình. Thì suy nghĩ ngược lại thì từ trước đến giờ mình đã vẫn luôn vốn sống với nó rồi, và mình để cho nó mạnh lên, mình nuôi nó mạnh lên bằng cái gì, thì bây giờ mình hãy sống chung với nó, vẫn tiếp tục sống chung với nó. Và mình sẽ ngay cái lúc mà mình vẫn còn khỏe thì mình không có cung cấp thực phẩm cho nó nữa, không nuôi nó nữa. Thì đó là một cái lý do physical mà Ngọc tìm hiểu về cái đó. Nói một cách nó hơi hơi tệ một tí là tự nhiên cái Ngọc nghe xong rồi cái mình thấy là có vẻ như là hình như là những cái gen đó nó đã được nhiều quá, là được chuyển hóa qua một cách nào đó rồi hay sao đó. Tại vì Ngọc có nghe, chỉ còn nghe sơ qua thôi, tại vì Ngọc là cái người nghiên cứu rất là nhiều về sức khỏe thì Ngọc cũng nghe sơ qua thì tất cả những cái biểu hiện bệnh lý, những cái biểu hiện vật lý trên cơ thể của mấy bé thì nó đâu đó nó cũng là một cái điều mà mình cũng đang nghiên cứu. Thì mình thấy thực sự là mình thấy buồn mà mình không biết nói sao. Thì cố gắng thôi chứ có chứ, Ngọc vẫn có một nửa mình mà đó cũng là một trong những lý do làm Ngọc thay đổi. Cái nửa còn lại đó cũng là một trong những lý do mà làm cho Ngọc thay đổi. Thì tự nhiên thấy một người đàn ông nó thấy hơi khác so với hồi trước thì có lẽ là họ có một là có những cái biến cố rất là kinh khủng, hai là họ có những cái đối tác nào đó mà họ làm cho họ trở nên khác biệt hơn và trưởng thành hơn. Thì Ngọc tìm ra được bản thân mình trước đây thì mình là một cái người sống
yêu bản thân nhiều và tin vào bản thân nhiều, tin đến mức mà mọi người cứ nói mình ngông, thì cái đó là một cái biểu hiện của một cái con người quá tự tin vào bản thân, có thể là cho tới một thời điểm thì Ngọc gặp một người có thể làm cho mình nhìn nhận lại bản thân một cách khách quan hơn thì mình thay đổi. Thì cái khó khăn nhất của một của tất cả mọi người luôn, chứ không phải riêng Ngọc đâu, là khó khăn bậc một là nhận ra được bản thân mình. Mình phải đi vào bên trong mình đó, để mình tìm thực sự là mình muốn cái gì, mình cần cái gì, chứ không có bị tác động của bên ngoài. Thì hầu hết mọi người đi cứ đi ra bên ngoài để tìm, đi ra bên ngoài để tìm bản thân mình mà không có thể tìm được. Và khó khăn đó là phải tới lúc mình nhận ra là mình phải đi vào bên trong tìm bản thân mình. Cái thứ hai là khó khăn hơn nữa là mình phải chiến thắng nó. Chiến thắng nó là việc chiến thắng một cái thói quen được hình thành trong vòng 30 năm, thì ít nhất nếu mà bạn nhanh thì bạn phải mất 15 năm để bạn thay đổi nó. Và nếu mà bạn người siêu việt hơn là 10 năm. Còn một cái bậc master thì có thể là cái rồi, cái đó là Ngọc không phải là bậc siêu việt nữa rồi. Lâu lắm rồi, tức là ngày xưa lúc mà anh còn viết nhạc phim ấy, thì Văn Minh có viết một bài, hát một bài của anh. Ủa vậy hả? Bạn có biết là chị có biết là đó. Chị hát rồi à vậy hả? Tức là bọn anh đã gặp nhau từ trước hồi xưa rồi. Gặp nhau từ cái lúc mà còn đi hát những cái bài hát mà mình sáng tác. Sau đó là tình cờ là anh viết nhạc phim cho Cô Dâu Đại Chiến phần 2. Thì anh nói là anh nhờ nhạc sĩ Tuấn là nói là anh muốn mời Hương hát, thì Hương vui vẻ nhận lời. Rồi sau đó anh em lại gặp nhau ở một cái chương trình ca nhạc. Cho nên là anh hay nói là anh cần Hương về nhà thật Hương. Và có một cái điểm nữa là tự nhiên cái thời điểm mà anh bắt đầu sáng tác bài hát đầu tiên, thì lúc đó là Hương là hot lên từ cái bài như anh đấy. Cho nên anh là nghĩ mọi chuyện nó là duyên á, mọi thứ nó quay một vòng quay thì nó sẽ tới cái chu kỳ. Mặc dù là anh em biết nhau và hồi đó anh và Hương cũng từng chụp hình và cùng từng mặc bộ áo màu xanh, anh còn nhớ nữa. Đăng hình nên là tình cờ sẽ tình cờ mặc bộ áo màu xanh vậy. Nếu như anh biết cô ấy mặc áo màu xanh thì anh sẽ mặc. Ngày xưa lúc mà anh gặp Hương mà bọn anh cùng còn á hả, gặp mặc chung một bộ đồ màu xanh nữa. Không dám nói gì đó. Lúc đó anh gặp khổ mà anh còn không có dám nói gì hết. Anh chỉ tức là từ lúc đó thích rồi nhưng mà hả chỉ dám cười xong rồi nói một hai câu